Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 7 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Ban Thường vụ Thành ủy Huế trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7 tháng 11 nhân kỷ niệm 107 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân, người đầu tiên và là gốc rễ để chuyển đổi số thực hiện hiệu quả và thành công, giúp nông nghiệp Thừa Thiên Huế vươn xa và có trách nhiệm hơn với người tiêu dùng. Đội cứu hộ xe máy SOS 75 Huế miễn phí giúp những người đi đường bị hỏng lốp xe, hết xăng hay bị các sự cố xe khác giữa đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các thành viên tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số 7 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương của huyện Phú Lộc trước kỳ họp thứ 9 khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt tổ đại biểu, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế xã hội 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2024, dự kiến chương trình kỳ họp thường kỳ lần thứ 9 khóa 8 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Qua nghe các báo cáo, cử tri tại huyện Phú Lộc bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật, khởi sắc của tình hình kinh tế xã hội trong 10 tháng đầu năm, đặc biệt là khi tỉnh Thừa Thiên Huế đang đứng trước một thời cơ vận hồi mới trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tại buổi tiếp xúc, cử tri cũng đề xuất kiến nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện nhiều vấn đề như giải quyết đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi các đường dây điện không còn sử dụng ở thôn La Phú, xã Lộc Hòa, giải quyết tranh chấp đất rừng giữa người dân và lâm trường ở Lộc Điền, hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hiến đất làm đường, sớm đầu tư khắc phục đoạn đường dọc sông Truồi, sửa chữa đường giao thông nông thôn, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên. Trao đổi với cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận những ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm của cử tri, đồng thời thông tin thêm một số nội dung về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với các kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở ngành, các cơ quan chuyên môn, các cấp có liên quan ra soát, nghiên cứu giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tổ đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7 tháng 11 nhân kỷ niệm 107 năm Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Dự và trao huy hiệu Đảng có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Trong đợt này, Đảng bộ thành phố Huế có 176 đảng viên nhận huy hiệu từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng, trong đó có 2 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Có 1 đảng viên được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng quá trình cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định mong muốn các đảng viên được trao huy hiệu Đảng lần này tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào sự phát triển của địa phương, quan tâm hướng dẫn, giáo dục thế hệ trẻ ra sức học tập, rèn luyện nhân cách, giữ gìn lối sống cao đẹp, phát huy những giá trị truyền thống của gia đình quê hương, xây dựng thành phố Huế trực thuộc trung ương phát triển mạnh mẽ, xứng tâm với tiềm năng thế mạnh và niềm tin kỳ vọng của nhân dân cả nước. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2024 cho 18 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện, trong đó có một đảng viên được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu chúc mừng, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Công Quảng yêu cầu các đồng chí được trao huy hiệu Đảng luôn giữ gìn, bảo quản huy hiệu Đảng và sử dụng huy hiệu Đảng đúng quy định, nhất là trong các dịp lễ, kỷ niệm ngày thành lập Đảng, trong các dịp đại hội Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân huyện A Lưới. Chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Tài Tuệ trao quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Sổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Chỉ định ban chấp hành Đảng bộ cơ sở công ty gồm có 7 đồng chí: ông Trần Việt Nguyên giữ chức Bí thư Đảng ủy và ông Lê Công Bích giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh huyện Tài Tuệ đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ công ty ra soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng tốt mối quan hệ với lãnh đạo công ty, nhân viên và người lao động, giúp công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra. Cùng tại buổi lễ, Đảng bộ cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế đã công bố các quyết định về việc thành lập 3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở công ty, chỉ định các bí thư và phó bí thư chi bộ. Việc thành lập Đảng bộ công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của công ty sau 27 năm hình thành và phát triển. Trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Associate DX Award 2024 do Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á, Châu Đại Dương Associate tổ chức, chiều nay tại Tokyo, Nhật Bản, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được vinh danh với giải thưởng Thành phố Thông minh Associate Smart City Award. Giải thưởng Associate DX Award là giải thưởng công nghệ thông tin uy tín hàng đầu khu vực được Associate tổ chức thường niên nhằm tôn vinh cả cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có thành tựu xuất sắc trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Giải thưởng được trao cho các ứng viên đến từ 24 nền kinh tế thành viên Associate và chỉ các thành viên này mới có quyền đề cử. Năm nay, giải thưởng Associate DX Award được trao ở 10 hạng mục, bao gồm doanh nghiệp công nghệ xuất sắc, thành phố thông minh, chính phủ số, giáo dục số, y tế số, an ninh mạng, ESG, môi trường xã hội và quản trị, hệ sinh thái và giải pháp số, nữ giới trong công nghệ và quan hệ đối tác. Việt Nam có 9 đại diện xuất sắc được vinh danh tại Associate DX Award 2024, trong đó Thừa Thiên Huế tự hào là đơn vị nhận giải thưởng Thành phố Thông minh Associate Smart City Award, ghi nhận những nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số. Chuyển sang những tin tức kinh tế, theo dữ liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, Việt Nam đón trên 14 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm, tăng bằng 41% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 10, lượng khách tăng cao đạt 1,42 triệu lượt khách. Theo các công ty dịch vụ lữ hành trong nước, mức tăng trưởng phản ánh Việt Nam đã bước vào mùa cao điểm khách quốc tế từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trung Quốc là thị trường tăng trưởng cao nhất trong 10 tháng với 230% so với cùng kỳ. Lượng khách đạt hơn 3 triệu lượt. Tại Thừa Thiên Huế, trong tháng 10, khách du lịch ước đạt 250.000 lượt, giảm 5,8% so với tháng trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 91.000 lượt, tăng 50,4% so với tháng trước. Doanh thu từ du lịch ước đạt 566,5 tỷ đồng, giảm 3,6% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 3.254.000 lượt, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.084.000 lượt, tăng 31,5%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 6.662 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Giá xăng gần 21.000 đồng một lít là thông tin vừa được Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 7 tháng 11. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường tăng 350 đồng lên 20.850 đồng một lít. E5 RON 92 ở mức 19.740 đồng một lít, thêm 340 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng dầu trừ mazut đều tăng 460 đến 770 đồng. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel tăng 770 đồng lên 18.910 đồng, dầu hỏa thêm 460 đồng, riêng mazut giảm 70 đồng 1 kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 22 lần tăng, 22 đợt giảm. Dầu tăng 20 lần, hạ 24 lần. Liên Bộ Công Thương Tài chính vẫn không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu tương tự các kỳ điều hành trước đây. Tuần trước, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường với xăng, 70% cho nhiên liệu bay và 40% về dầu hỏa đến hết năm sau. Chính sách này được áp dụng từ tháng 4 năm 2022. Theo Bộ Tài chính, với mức giá xăng dầu như hiện nay đã được kéo về mức thấp hơn so với cuối năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, việc phát triển nông đặc sản địa phương không chỉ phát huy lợi thế, điều kiện sản xuất mà còn góp phần chuyển đổi sản xuất quy mô nhỏ sang mô hình chuỗi khép kín, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Đó là hướng đi đang được huyện miền núi Nam Đông đẩy mạnh phát triển để nâng cao giá trị nông sản, đặc sản, giúp người nông dân xóa đói, giảm nghèo. Phát huy lợi thế và tiềm năng của vùng, trong những năm qua, huyện miền núi Nam Đông đã tập trung đầu tư phát triển sản phẩm đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó có những sản phẩm đã được chọn xây dựng thương hiệu theo chương trình OCOP như mực ong ruồi Nam Đông, rượu Tà Dương Mạo, cam Nam Đông. Điều này đã góp phần tích cực giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Đối với cái sản phẩm OCOP trên địa bàn của huyện cũng đã góp phần
không nhỏ về cái việc giải quyết việc làm cho các nhóm hộ tổ hợp tác góp phần tăng thu nhập cho người lao động, cho nông dân và giúp cho một phần công tác giảm nghèo trên địa bàn của các xã có sản phẩm ô cốp này. Ông Bùi Quang Tý được biết đến là một trong những người tiên phong sản xuất mật ong tại Nam Đông. Gia đình ông có nghề truyền thống nuôi ong. Năm 2017, nhận thấy ở miền Trung chưa có đơn vị nào tạo dựng được thương hiệu mật ong chính thức, có uy tín, nên ông Tý cùng ba gia đình khác quyết định hợp tác xây dựng thương hiệu mật ong ruồi Nam Đông để mở rộng thị trường. Hiện nay, mật ong ruồi Nam Đông là một trong bốn sản phẩm được chọn xây dựng thương hiệu theo chương trình ô cốp. Giá bán thương phẩm hiện nay là 220.000 đồng với một chai 500ml mật ong bán, được người dân địa phương và trong tỉnh đón nhận. Từ việc kinh doanh sản phẩm mật ong ruồi Nam Đông thành công của ba gia đình đã góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập khá ổn định. Đến năm 2017 thì được hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ, rồi các phòng ở trên địa bàn Nam Đông, rồi Sở Công thương đã hỗ trợ cho cái máy móc để và các cái thương hiệu để sản xuất ra thị trường. Thì đến bây giờ thì mật ong ruồi Nam Đông này thì đã có cái thương hiệu gọi là thương hiệu mật ong ruồi Nam Đông và được chứng nhận là cái sản phẩm ô cốp 3 sao. Thì đến bây giờ là trên thị trường của địa bàn Thừa Thiên Huế thì người tiêu dùng cũng đã rất quen với cái mật ong này. Cơ sở chế biến rượu Tà Rương Mạo là mô hình tiên phong ở huyện vùng cao Nam Đông trong việc nghiên cứu sản xuất men piềng kết hợp với loài dược liệu bản địa. Với mô hình này, mỗi tháng gia đình Mạo đã thu không dưới 15 triệu đồng, đồng thời còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Tuy nhiên, hiện việc sưu tầm nhân giống và chế biến các loài cây này trước đây gặp nhiều khó khăn do chưa hình thành được vùng sản xuất tập trung, mức đầu tư khá lớn. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, do đó người dân rất khó tiếp cận, tạo các mô hình sản xuất ra sản phẩm mang tính thị trường. Việc mở rộng kinh doanh sản phẩm truyền thống rượu Tà Rương Mạo giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Đông. Sản phẩm men của đồng bào men lạ này thì đặc trưng của đồng bào dân tộc Cơ Tu đã từ lâu đời. Chất lượng của rượu của mình thì được từ đó là được công nhận ba sao, trước mắt là ba sao. Sản phẩm của tôi là không chỉ là tham gia các hội chợ hội thảo, như vậy sản phẩm của tôi được ra thị trường như vậy là ở thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Qua đó như vậy là qua thì sản phẩm của mình được muốn như vậy là nhờ sự quan tâm của Sở Công Thương và Sở Khoa học và Công nghệ là nâng cái nguồn vốn. Với lợi thế của vùng, huyện Nam Đông còn nhiều tiềm năng để phát triển các sản phẩm theo chương trình ô cốp, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên, quy mô sản xuất các sản phẩm nhỏ lẻ, khó trong việc phát triển sản phẩm về sau là một trong những rào cản lớn. Để kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, mới đây huyện Nam Đông đã thẩm định và có thêm hai sản phẩm là chuối đặc sản và cam Nam Đông của hợp tác xã nông nghiệp Hương Hòa đã được chọn xây dựng thương hiệu theo chương trình ô cốp. Cam Nam Đông cũng đã được công bố nhãn hiệu tập thể nên hai sản phẩm trên hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển quy mô lớn bền vững. Từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể từ huyện tới xã đều quan tâm, có nghị quyết, có kế hoạch và có phương án để hỗ trợ cho các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao, cho các địa phương có lợi thế và có sản phẩm ốp cốp để tiếp tục mở rộng, để tạo việc làm và tăng thu nhập, để tái đầu tư cho các sản phẩm này, để làm như thế nào để có một cái sản phẩm thật sự có chất lượng tốt, đó là sản phẩm ốp cốp trên địa bàn của huyện Nam Đông. Nam Đông là huyện miền núi với đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 47%. Nhờ triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bằng sự lồng ghép nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững với các dự án thiết thực, đã tác động trực tiếp đến nhân dân và địa phương, giúp diện mạo nông thôn khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi toàn huyện tăng lên 40,9 triệu đồng một người. Nổi bật trong chương trình giảm nghèo tại huyện Nam Đông là sáng kiến nêu gương những hộ có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đã khơi dậy ý chí vươn lên của các hộ nghèo,
số hộ nghèo, giúp tỷ lệ hộ nghèo ở đây giảm sâu. Đến cuối năm 2023, tổng tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 của huyện giảm từ 5,3% năm 2022 xuống còn 2,62% và không có phát sinh tái nghèo. Tỉnh Thừa Thiên Huế giao năm 2024, huyện Nam Đông cần giảm tối thiểu 31 hộ nghèo, đưa số hộ nghèo toàn huyện về 156, tương đương tỷ lệ 2,16%. Việc tích cực đầu tư sản xuất kinh doanh, nuôi trồng các sản phẩm đặc sản địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị sẽ góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho người dân trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi số là cơ hội để thay đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ, kém hiệu quả và thiếu liên kết theo chuỗi giá trị. Thay vào đó là nền nông nghiệp minh bạch dữ liệu và thông tin. Phát huy vai trò chủ thể của nông dân, người đầu tiên và là gốc rễ để chuyển đổi số thực hiện hiệu quả và thành công, giúp nông nghiệp Thừa Thiên Huế vươn xa và có trách nhiệm hơn với người tiêu dùng. Theo đó, thời gian gần đây, ngành nông nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá triển khai có hiệu quả một số mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển đổi số. Đáng chú ý là mô hình truy xuất nguồn gốc đối với loại cây ăn quả như bưởi, thanh trà, ổi. Quá trình sản xuất được số hóa và người dùng có thể tra cứu, truy xuất thông tin, qua đó từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị cây trồng. Cùng với đó, mới đây Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thí điểm thành công mô hình ứng dụng công nghệ tự động hóa IoT trong nuôi thương phẩm cá dìa. Mô hình được thực hiện tại xã Vân Thanh, huyện Phú Vang. Qua quá trình thực hiện cho thấy ứng dụng công nghệ IoT giúp quan trắc tự động các chỉ số môi trường như DO oxy hóa tan, pH, TO, ORP, chỉ số oxy hóa khử của ao nuôi. Các chỉ số quan trắc có thể được theo dõi thông qua ứng dụng trên điện thoại, giúp người nuôi có thể thuận tiện trong việc quản lý các yếu tố môi trường từ xa, từ đó có thể phát hiện sớm sự thay đổi bất lợi các yếu tố môi trường và đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời, giúp tôm nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Hệ thống sẽ tự động cảnh báo các chỉ số môi trường trong ao nuôi, theo dõi qua ứng dụng trên điện thoại, giúp người nuôi có thể quản lý từ xa, phát hiện sớm các yếu tố bất lợi để kịp thời điều chỉnh giúp tôm nuôi sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Quy trình tự động hóa trong việc theo dõi các chỉ số về môi trường trong nuôi trồng thì rất là bổ ích, vì nó giúp mình cập nhật liên tục các chỉ số về như pH rồi hàm lượng oxy trong nước một cách liên tục, đề phòng được tình trạng là môi trường biến đổi nhận mà mình không phát hiện ra. Một cái lợi thế nữa đó là mình có thể điều khiển và sử dụng thông qua điện thoại thông minh, nên là rất là thuận tiện và dễ dàng để sử dụng. Không chỉ thực hiện ứng dụng công nghệ tự động hóa trong nuôi cá dìa, mà giờ đây người tiêu dùng cũng có thể truy xuất được nguồn gốc vùng nuôi, chất lượng, giá cả, thương hiệu cá dìa Tam Giang nổi tiếng qua truy xuất mã QR. Đây thực sự là một sự chuyển đổi của ngành thủy sản nói riêng và nông nghiệp nói chung trong việc ứng dụng công nghệ số. Đây thực sự là hoạt động nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cá dìa Tam Giang cầu 2, tăng nguồn thu nhập cho người dân, đồng thời giúp người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh có thể dễ dàng nhận diện thương hiệu cá dìa Tam Giang tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cái gói của gói mà hàng của chúng tôi đóng là có mã QR và thương hiệu là đặc sản Đầm Phá cá Tam Giang Ngọc Việt. Để bán được hàng thì chúng tôi cũng đăng lên những trang web và những trang mạng để mà quảng bá thương hiệu để càng ngày càng được quảng bá được nhiều hơn. Với cái tinh thần là làm đó để giúp cho người nông dân nâng cao được cái giá trị sản phẩm, và bên cạnh đó thì nó sẽ giúp cho người nông dân, khi người tiêu thụ nó đảm bảo khi tiêu thụ sản phẩm an toàn hơn, thì để từ đó để nâng cao được cái giá trị kinh tế và hiệu quả của người sản xuất. Như vậy mà áp ứng dụng trong cái công nghệ số, và từ đấy cái Trung tâm Khuyến nông đã được sự cho phép của Sở Nông nghiệp và phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ để triển khai cái dự án phát triển cái vùng nuôi cá dìa tham gia xây dựng thương hiệu. Chúng tôi cũng đã triển khai cái truy xuất nguồn gốc phối hợp với cục thực tế và đơn vị truy xuất nguồn gốc để xây dựng một mã QR để giúp cho cái người tiêu dùng xác định được là cái sản phẩm này có cái nguồn gốc và an toàn để cho người dùng yên tâm trong quá trình tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ hai nữa là giúp cho cái hộ kinh doanh là cái hộ nuôi trồng và hộ kinh doanh cái sản phẩm cá dìa này để có một cái thương hiệu và có một cái vị trí
để sau này là quảng bá cái sản phẩm này ra các cái địa phương khác cũng như trong địa bàn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như các cái địa phương khác ngoài tỉnh. Thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế đã xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản, cho phép kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm nông nghiệp. Hệ thống thông tin sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xây dựng và đưa vào hoạt động tại địa chỉ nongsan.thuathienhue.gov.vn. Bên cạnh đó, ngành thủy lợi của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã số hóa, tích hợp dữ liệu về thủy lợi, phòng chống thiên tai trên nền tảng HuyS. Ngoài ra, việc triển khai xây dựng thành công mô hình thí điểm làng thông minh, xã thông minh tại Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và Vinh Hưng, huyện Phú Lộc là bước tiến đột phá trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, triển khai ứng dụng công nghệ thiết bị bay không người lái drone trong việc phun các sản phẩm bảo vệ cây trồng, chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp thuần nông sang hợp tác xã nông nghiệp kết hợp khoa học công nghệ, phổ biến phổ cập kỹ năng số, phát triển tri thức số cho người nông dân qua các kênh thông tin và hệ thống hội nông dân các cấp, hệ thống hợp tác xã số để thúc đẩy nông thôn phát triển. Tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở các bộ môn như tin học, mỹ thuật, tiếng Anh đang diễn ra trầm trọng ở nhiều trường, nhiều địa phương trong cả nước. Để khắc phục phần nào tình trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trao quyền tuyển dụng nha giáo cho cơ quan quản lý giáo dục chủ trì hoặc phân cấp ủy quyền. Đối với cơ sở giáo dục được giao quyền tự chủ, người đứng đầu thực hiện tuyển dụng. Điều này sẽ giúp các địa phương chủ động trong việc cơ cấu giáo viên của mình. Vốn là giáo viên mỹ thuật, nhưng giờ thầy Nguyễn Quang Thế lại phải dạy kiêm nhiệm thêm cả tin học, khiến thầy gặp nhiều khó khăn. Thường xuyên trau dồi những kiến thức, nhưng mà thực ra thì không phải chuyên ngành chính, nên cái việc trau dồi nó cũng không thể làm đáp ứng nổi cái kiến thức mà để học sinh học được. Tin học trở thành môn bắt buộc theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 từ lớp 3. Tuy nhiên, hiện trường học này không có giáo viên tin học nào, nên cực chẳng đà phải điều chuyển giáo viên nhạc hòa và mỹ thuật sang dạy kiêm nhiệm. Giáo viên văn hóa thì mặc dù là có chứng chỉ tin nhưng mà cũng không có cái trình độ về chuyên sâu để về học cái môn tin học đấy. Cho nên là cũng khó khăn khi mà truyền đạt cái kiến thức cho các em. Chính vì vậy là cái hiệu quả cũng chưa được như mong muốn. Từ khi chương trình tin học được triển khai bắt buộc theo chương trình 2018, thì tại tỉnh Thái Bình vẫn chưa có một đợt xét tuyển nào được tổ chức, đồng nghĩa với việc các trường tiểu học trên địa bàn chưa hề có biên chế giáo viên bộ môn này. Tin học của cấp tiểu học thì chưa được biên chế. Nên chính vì thế mà việc bố trí đội ngũ giáo viên thực hiện cái môn tin học cũng còn những cái rất là bất cập. Không chỉ tin học mà thiếu giáo viên đang diễn ra ở nhiều môn. Theo thống kê của Cục Nha giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, có rất nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu biên chế được giao, như Hà Nội có hơn 8,3 nghìn chỉ tiêu, thành phố Hồ Chí Minh hơn 6,3 nghìn chỉ tiêu, Bắc Ninh hơn 2 nghìn chỉ tiêu, Thái Bình gần 1,4 nghìn chỉ tiêu. Trong luật nha giáo đang được hoàn thiện và trình Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xin ý kiến về việc trao quyền tuyển dụng nha giáo cho các cơ quan quản lý giáo dục chủ trì hoặc phân cấp ủy quyền. Đối với cơ sở giáo dục được giao quyền tự chủ, người đứng đầu thực hiện tuyển dụng, đây sẽ là một trong những giải pháp giúp tháo gỡ khó khăn về nguồn tuyển của các địa phương. Cơ quan quản lý giáo dục tổ chức việc tuyển dụng thì sẽ khắc phục được cái tình trạng là một là tuyển dụng đúng được đúng người, thứ hai là tuyển dụng thường xuyên đáp ứng được cái nhu cầu khi mà có xảy ra tình trạng là thừa thiếu giáo viên và cái thiếu giáo viên trong cái quá trình tổ chức triển khai xây dựng cái thứ ba là tuyển dụng đủ hết cái chỉ tiêu biên chế được giao cho ngành giáo dục trong quá trình mà chúng ta tổ chức thực hiện. Việc tuyển dụng nha giáo hiện đang thuộc thẩm quyền ngành nội vụ và ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh, còn ngành giáo dục chỉ có chức năng tham mưu. Nếu luật nha giáo được thông qua, được giao quyền tự chủ sẽ hạn chế tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ như hiện nay, đặc biệt sẽ tuyển được đúng người, đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu của từng trường. Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiếp nhận một cá thể rùa hộp trắng vàng miền Trung từ ông Phạm Văn Huy ở xã Phú Mỹ, Phú Vang, tự nguyện giao nộp thông qua đường dây nóng. Cùng thời điểm, Hạt Kiểm lâm huyện A Lưới tiếp nhận một cá thể TT Java từ ông Nguyễn Việt Phương ở thị trấn A Lưới, tự nguyện giao nộp với nguyện vọng thả về môi trường tự nhiên. Cả hai cá thể trên đều được người dân phát hiện trong vườn nhà và nhận thấy đây là động vật quý hiếm nên bắt giữ và báo với cơ quan chức năng. Hiện các đơn vị tiếp nhận đang tiến hành chăm sóc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thả chúng về môi trường hoang dã. Hai cá thể trên đều thuộc nhóm 1B, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần phải bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.
Chiều qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Lâm Mạnh Vũ, sinh năm 1975, trú tại phường Vĩ Gia, thành phố Huế, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 25 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024, Hoàng Lâm Mạnh Vũ khi đó đang làm tài xế taxi, điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế. Trên đường di chuyển về phía đập đá, Vũ nhìn thấy anh Ngọc đang dừng xe trước số nhà 51 đường Lê Lợi. Trước đó, giữa Vũ và anh Ngọc đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc đầu đổ xe và đón trả khách. Điều này khiến Vũ bực tức nên nảy sinh ý định tấn công anh Ngọc. Vũ dừng xe lấy một con dao dài 19,5cm và tiến đến chỗ anh Ngọc rồi dùng tay đánh nhiều cái vào mặt anh Ngọc. Khi Ngọc mở cửa xe bước ra, Vũ rút dao từ tủ quần và đâm liên tiếp vào mặt, bụng và ngực anh Ngọc gây ra 11 vết thương. Sau khi thực hiện hành vi, Vũ rời khỏi hiện trường. Anh Ngọc sau đó được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là 45%. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Lâm Mạnh Vũ đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Lâm Mạnh Vũ mức án 12 năm tù về tội giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại 80 triệu đồng, bao gồm 20 triệu đồng chi phí điều trị cộng 60 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 2 tháng, nhóm gồm 15 thành viên ở thành phố Huế đã thành lập đội cứu hộ xe máy SOS75 Huế miễn phí, giúp những người đi đường bị hỏng lốp xe, hết xăng hay bị các sự cố xe khác giữa đêm khuya. Cùng gặp gỡ những thành viên của đội cứu hộ SOS75 Huế qua phóng sự sau. 8 giờ tối, đội cứu hộ xe máy tiếp nhận cuộc điện thoại của người đi đường bảo xe bị hỏng, đề nghị hỗ trợ. Ngay lập tức, các thành viên trong đội mang theo dụng cụ để giúp đỡ. Sau một lúc quan sát phương tiện, nhận thấy xe bị thủng lốp, các thành viên đội cứu hộ thực hiện các thao tác vả xe, giúp người đi đường tiếp tục hành trình. Em này ngày đi là ông máy là bị lủng lốp và em có biết đến cả đội xe không đông mình là qua mạng với một người giới thiệu, cho nên là em biết số em gọi đến và may mắn là có mấy anh đến kịp thời giúp đỡ em giống kiểu trong ngày đi là tại vì là ban đêm nó nên rất khó chỗ để mà sửa xe. Tham gia đội là em làm được tất cả các việc trong sửa bộ phận xe máy. Cụ thể là như thế nào? Dạ, là xe hư là dù đầu tiên lủng lốp đất sét hoặc không nổ hoặc là bị những người bị hư vặt những điều gì đó là em đều làm được tất cả mọi thứ. Mỗi người đều có một công việc riêng, song đều có tấm lòng thiện nguyện rồi tập hợp lại thành đội cứu hộ xe máy SOS75, sửa chữa cứu hộ xe máy miễn phí. Người cầm đèn pin, người dắt xe, người vả xe hay điều chỉnh máy. Ai cũng mong muốn làm thật nhanh để người dân có thể sớm trở về nhà. Giúp ích được cho mọi người vào ban đêm là mình thấy vui thôi. Nhưng tại vì buổi ngày thì dễ, cũng như là các tiệm sửa xe đưa con mở cửa nên là buổi tối thì bọn em mới hoạt động nên là giúp đỡ cho mọi người vào ban đêm lúc bị hư xe. Thành lập khoảng 2 tháng trở lại đây, cứ đều đặn mỗi tối từ 18:30 đến 0 giờ, 15 thành viên của đội cứu hộ xe máy SOS75 sẵn sàng tiếp nhận các cuộc gọi về sự cố xe máy trên đường để kịp thời hỗ trợ. Trung bình mỗi tối nhóm hỗ trợ từ 6 đến 7 trường hợp, có hôm cao điểm cả nhóm nhận được hơn 10 yêu cầu được giúp đỡ với các sự cố như thủng xăm, chết máy. Các anh em sẽ tập trung vào lúc khoảng 6 giờ rưỡi và sẽ chuẩn bị tất cả các dụng cụ và khi mà bà con gọi đến để mà nhờ hỗ trợ cụ trợ xe máy thì anh em sẽ ngay lập tức lên đường để mà có thể là sửa chữa cho bà con một cách nhanh nhất. Đó. Thì tất cả các cái hoạt động sửa xe của đội thì đều là hoàn toàn miễn phí, kể cả thay lốp, thay ruột hay là các cái vật dụng liên quan nếu như mà trong khả năng của đội thì đội đều sửa. Còn nếu cái tình trạng bị hư nặng và không có các cái vật dụng để thay thế thì đội sẽ vận chuyển xe máy lên xe tải và sẽ hỗ trợ đưa cho các bà con về tới nhà của mình. Những cuộc gọi cần hỗ trợ vẫn tiếp tục gọi, các thành viên của đội vẫn tiếp tục lên đường. Dẫu cuộc sống vẫn bộn bề với nhiều lo toan, nhưng được làm công việc có ý nghĩa, thấy mình được sống có ích với đời và lan tỏa niềm tin những điều tốt đẹp trong cuộc sống, chính là động lực lớn nhất để những anh hùng bóng đêm tiếp tục công việc nhân văn, ý nghĩa.
Cuối chương trình là phần tin tức thế giới. Ngày 6 tháng 11, sau khi ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris thừa nhận thất bại, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đã gọi điện chúc mừng ông Donald Trump về chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, đồng thời mời ông đến Nhà Trắng để thảo luận về một cuộc gặp gỡ trong thời gian tới. Theo chiến dịch tranh cử của ông Trump, Tổng thống Biden đã mời ông Trump đến Nhà Trắng như một phần của cuộc chuyển giao quyền lực suôn sẻ từ Đảng Dân Chủ sang Đảng Cộng Hòa. Ông Biden cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đoàn kết đất nước. Cùng ngày, Tổng thống Biden đã có cuộc trao đổi với bà Kamala Harris và các người bà vì đức tính trung thực, dũng cảm trong suốt quá trình vận động. Theo ông Biden, bà Harris là một người bạn đồng hành tuyệt vời và là một công bộc đầy bản lĩnh. Trước đó, Phó Tổng thống Harris đã có bài phát biểu thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử, song bà cũng cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ, chống bạo lực súng đạn và bảo vệ phẩm giá mà mọi người đều xứng đáng nhận được. Kết quả bầu cử không phải là điều chúng ta mong muốn, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc và ngừng đấu tranh. Chúng ta chấp nhận kết quả bầu cử này. Hôm nay tôi đã chúc mừng ông Trump và nói sẽ giúp đỡ đội ngũ của ông trong quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình. Cùng ngày, cựu Tổng thống Barack Obama cũng gửi lời chúc mừng tới ông Trump, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Liên quan tới kết quả bầu cử, tính đến sáng mùng 7 tháng 11 theo giờ Việt Nam, truyền thông Mỹ cho biết ông Trump đã giành chiến thắng ở hơn một nửa trong 50 bang của nước Mỹ, bao gồm cả các bang chiến địa quan trọng như Georgia, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, vốn là những bang xanh trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump hiện đã có được 295 phiếu đại cử tri so với 226 phiếu của bà Harris. Trong khi đó, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục gửi lời chúc mừng tới ông Donald Trump sau khi ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Các nước đều khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác với chính quyền mới ở Mỹ. Tại châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ. Trong đó, ông khẳng định sự thành công của hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn, một phần là nhờ nền tảng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Hai bên đã thảo luận về việc tiếp tục mối quan hệ chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ an ninh đến kinh tế, đồng thời nhất trí sẽ gặp nhau trong thời gian sớm. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba trước đó cũng bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông Trump để đưa mối quan hệ đồng minh và quan hệ song phương lên tầm cao mới. Từ Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và chúc mừng ông Trump chiến thắng. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc nhận mạnh nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump có thể đánh dấu một khởi đầu mới cho quan hệ Mỹ-Trung, kêu gọi cách tiếp cận thực chất để giải quyết những khác biệt song phương. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết đã có cuộc điện đàm với ông Trump trong ngày 7 tháng 11 nhằm trao đổi về tầm quan trọng của Liên minh Australia-Mỹ và sức mạnh của quan hệ song phương trong lĩnh vực an ninh, thương mại, đầu tư, cũng như trao đổi về thỏa thuận AUKUS. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Ả Rập như Tổng thống Ai Cập, Quốc vương Ả Rập Xê Út, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Quốc vương Jordani và Quốc vương Qatar đều gửi lời chúc mừng ông Trump và bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ. Ngoài ra, thêm nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và châu Mỹ cũng gửi lời chúc mừng ông Trump. Tại Đức, liên minh cầm quyền ở nước này đang đứng trước nguy cơ tan rã khi lãnh đạo nhóm nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do FDP tuyên bố sẽ rút toàn bộ các bộ trưởng ra khỏi chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz, chấm dứt liên minh đèn giao thông giữa ba đảng gồm Đảng Dân chủ Xã hội SPD, Đảng Xanh và Đảng FDP, được thành lập vào cuối năm 2021. Đảng FDP đưa ra quyết định trên sau khi Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, một thành viên của đảng này, bị Thủ tướng Scholz cách chức. Giới phân tích nhận định với động thái trên, Đức có thể rơi vào tình trạng bế tắc chính trị trong vòng 6-7 tháng tới và thời gian để thành lập một chính phủ hoạt động đầy đủ sau khi Bộ trưởng Lindner bị sa thải có thể kéo dài tới nửa năm. Trong một thông báo, Thủ tướng Scholz cho biết sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 15 tháng 1 năm sau, bước đi có thể dẫn đến bầu cử liên bang sớm vào tháng 3 tới. Trong thời gian từ nay đến lúc đó, Đảng Xanh, một trong ba đảng tham gia liên minh cầm quyền, vẫn sẽ tiếp tục ở lại trong chính phủ lãnh đạo Đảng Xanh cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình để mang lại sự ổn định trong nội bộ chính phủ Đức. Khủng hoảng chính trị tại Đức bắt nguồn từ những trách cãi xung quanh một bài viết dài 18 trang của ông Lindner. Trong đó, đưa ra các đề xuất cải cách kinh tế gây tranh cãi như cắt giảm thuế cho doanh nghiệp, bãi bỏ quy định về khí hậu và giảm phúc lợi xã hội. Những đề xuất này không chỉ bị dư luận xã hội chỉ trích mạnh mẽ, mà còn gây mâu thuẫn trong liên minh cầm quyền.
Liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, ngày 6 tháng 11, Liban cùng nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn và đệ đơn khiếu nại mới tới Liên Hợp Quốc để phản đối các cuộc tấn công liên tiếp của Israel. Trong đơn khiếu nại, Liban lên án hành động tiếp tục gây hấn của Israel đối với nước này, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia và xâm nhập lãnh thổ. Liban nói rõ Israel đã gia tăng thực hiện nhiều cuộc tấn công gây phá hủy liên tục và có hệ thống vào các ngôi làng ở biên giới. Nước này kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các hành động của Israel, đồng thời thực hiện các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn và buộc Tel Aviv phải chịu trách nhiệm về những hậu quả đã gây ra. Cùng ngày, 12 tổ chức phi chính phủ, trong đó có tổ chức theo dõi nhân quyền và tổ chức ân xá quốc tế, cũng đã gửi thư kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Quốc tiến hành họp khẩn để điều tra về các hành vi vi phạm nhân quyền trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban. Hiện cả Israel và Liban đều chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.